Xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn về cái cách chúng ta trồng cái cây cà chua từ hạt ha. Thì cũng rất là đơn giản. Thì đầu tiên thì các bạn ta mua cà chua ở ngoài cửa hàng về ha. Thì chúng ta cắt ra như thế này. Đó. Bạn thấy ha, bên trong là có những cái hạt nhỏ bên trong rồi đúng không? Đó. Ha, đây ha. Đây là những hạt bên trong ha. Đó. Rồi. Thì việc đầu tiên chúng ta là gì? Chúng ta sẽ tách những hạt này ra trước ha. Đó. Đây ha. Rồi. Thì việc đầu tiên chúng ta sẽ tách những hạt ra đây ha. Bạn lấy một chén nhỏ thế này đó, tách ra thôi, rất đơn giản ha. Đây chúng ta cần lấy cái phần ruột ra thôi, đây, khá là đơn giản, đây bạn dùng tay là được rồi ha. Đây móc cái ruột ra đây đó. Rồi móc cái ruột ra, mình lấy hạt ra ha. Đó. Rồi còn lại tí xíu ha. Okay. Rồi ha. Đây là những cái hạt cà chua chúng ta đang ở đây rồi nha. Rồi thì các bạn có thể là gì, các bạn cho ta một tí nước vào ha. Đây đó. Tí nước vào ta trộn luôn. Ta bóp như thế này ha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái thành phần là dầu như hộp, sau đó chúng ta sẽ chắc nước đi nha. Đây, mình bỏ nước đi. Rồi, mình sẽ thấy hàng đây là ta còn là những hạt cà chua đúng không ạ? Rồi, rất là dễ dàng ha. Và bây giờ chúng ta sẽ việc hỏi là gì ạ? Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái khăn giấy như thế này. Đây là một cái khăn giấy của mình ha. Đó, các bạn để lên đây. Và chúng ta sẽ cho cái này ra đây rồi ha. Và chúng ta để cho nó khô đó. Và sau khi hạt này khô xong thì các bạn ta có thể đem cái hạt này, ta lấy hạt này ha, chúng ta đem đi trồng rất là dễ ha. Đây đó, sau đó các bạn tách ra từng hạt ha, từng khu vực đây đó, đây tách hạt ra ha. Rồi chúng ta để khô như thế này ha, và các bạn có thể đưa vô chậu và chúng ta lắp đất lại thì khoảng 7 ngày sau thì nó sẽ nảy mầm ha. Và khi nảy mầm xong thì chúng ta sẽ tuyển chọn là những cây nào cà chua nào khỏe mạnh nhất, chúng ta tuyển chọn là chúng ta trồng riêng từng chậu một ha. Đó, đó là cách mà chúng ta trồng cà chua rất là dễ ha. Mình hướng dẫn các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn ha.